Nằm ở thôn Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, di tích nhà lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh đã trở thành nơi tìm đến của du khách, các nhà nghiên cứu lịch sử và những người ngưỡng mộ công lao của người được mệnh danh là kiến trúc sư của đổi mới. Làng Hành Thiện là một ngôi làng hết sức đặc biệt ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Bởi lẽ làng có hình cá chép với đầy đủ thân, đuôi, mắt. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra qua bản đồ, ngôi làng hình cá chép này đã nổi tiếng khắp nước với việc học hành khoa cử và sản sinh ra các nhân tài cho đất nước. Trong đó có một nhà lãnh đạo kiệt xuất, góp công lớn trong hai cuộc kháng chiến cứu nước và quá trình đổi mới xây dựng đất nước. Đồng chí Trường Chinh, tên khai sinh của đồng chí là Đặng Xuân Khu, sinh ngày 9 tháng 2 năm 1907 tại xóm 7 làng Hành Thiện. Ông nội của đồng chí Trường Chinh là Đặng Xuân Bảng, đỗ tiến sĩ khoa Bính Thìn năm 1856, một người học rộng, tài cao, văn võ song toàn, tính tình trung thực, có tinh thần chống Pháp, từng làm án sát, tuần phủ ở một số tỉnh, sau làm đốc học Nam Định. Thân phụ là Đặng Xuân Viện, nổi tiếng trong việc viết sách và khảo cứu trên nhiều lĩnh vực. Truyền thống gia đình, quê hương, đất nước đã góp phần hun đúc tình cảm, lý tưởng cách mạng ở đồng chí Trường Chinh. Chính vì thế, đồng chí đã sớm tham gia các phong trào yêu nước. Và sau khi mà được ông bà nuôi ăn học hết bậc tiểu học ở trường làng, thì năm 1923, đồng chí đã được ông bà gửi lên học tại ngôi trường Thành Trung. Trường Thành Trung nay chính là trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong của thành phố Nam Định. Và đến năm 1925, khi đồng chí 18 tuổi, đồng chí đã bắt đầu hoạt động cách mạng, đó là tham gia phong trào đấu tranh đòi thực dân Pháp, ân xá nhà yêu nước Phan Bội Châu. Và đến năm 1926, đồng chí đã trực tiếp lãnh đạo học sinh của trường Thành Trung đòi đế tang nhà yêu nước Phan Chu Trinh. Nhưng sau sự kiện này, đồng chí đã cùng với 53 đồng chí khác ở trường Thành Trung bị thực dân Pháp đình chỉ học. Dù bị đuổi học, đồng chí Trường Chinh không hề nản lòng, vẫn tích cực tham gia các hoạt động yêu nước. Và đến năm 1927, khi mà đồng chí tròn 20 tuổi, đã được kết nạp vào Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Và từ năm 1927 đến năm 1929, đồng chí đã lên Hà Nội học trường Cao đẳng Thương mại Đông Dương. Năm 1930, khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đồng chí đã được cử làm trưởng ban tuyên truyền cổ động Trung ương. Cuối năm đó, Đảng đã giao một nhiệm vụ cho bác, cho đồng chí, đó là đến khu vực chân cột cờ Hà Nội để gặp một đồng chí đảng viên Đảng Cộng sản Pháp nhận một tài liệu mật. Nhưng không may đồng chí đã bị mật thám Hà Nội theo dõi, bắt ra mật sở mật thám. Sau đó thì thực dân Pháp đày đồng chí vào nhà tù Hỏa Lò. Dù bị bắt và đưa vào nhà tù Hỏa Lò với đủ loại đòn roi tra tấn của kẻ thù, đồng chí vẫn giữ khí tiết của một chiến sĩ cách mạng. Trong nhà tù Hỏa Lò, mặc dù bị tra tấn hết sức dã man bằng các hình thức như quay điện, tàu điệu điện ngầm, hòng moi tin tức từ người chiến sĩ Cộng sản Đặng Xuân Khu, nhưng mà trước sau chúng chỉ nhận được câu trả lời không biết. Nhận thấy đây là một tử tù rất nguy hiểm, cho nên tháng 2 năm 1933, thực dân Pháp đày đồng chí lên nhà tù Sơn La. Nhà tù Sơn La nổi tiếng là nơi rừng thiêng nước độc, đi dễ khó về. Nơi đây biết bao chiến sĩ Cộng sản đã ngã xuống vì sự khắc nghiệt của chốn địa ngục trần gian. Thế nhưng, tất cả những điều đó đã không đánh gục được tinh thần của đồng chí Trường Chinh. Đến cuối năm 1936, nhờ thắng lợi của mặt trận nhân dân Pháp và do phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam đòi quyền tự do dân chủ và thả tù chính trị, đồng chí Trường Chinh cùng nhiều đồng chí khác được trả lại tự do. Từ cuối năm 1936 đến năm 1939, đồng chí hoạt động hợp pháp và nửa hợp pháp ở Hà Nội, là Ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ và đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương trong Ủy ban Mặt trận Dân chủ Bắc Kỳ. Tháng 9 năm 1939 chính là thời điểm chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra. Đảng ta lúc này rút vào hoạt động bí mật. Năm đó, để tránh sự truy lùng của mật thám, đồng chí Trường Chinh đã xách vali cùng với thư từ tài liệu
về chính tại ngôi nhà lưu niệm, nơi mà đồng chí sinh ra và lớn lên để sống và làm việc. Dưới sự đùm bọc và che chở của quê hương, đồng chí Trường Chinh vẫn tiếp tục hoạt động cách mạng, dù cho xung quanh làng có nhiều đồn bốt giặc. Nhưng việc đồng chí đã trở về quê cuối cùng cũng đến tai thực dân Pháp. Cũng được một thời gian ngắn thì bọn thực dân phong kiến địa phương phát hiện. Chúng đã báo lên với mật thám Nam Định rằng Đặng Xuân Khu đang hoạt động ở vùng quê hương. Chúng lập tức cho người về ngôi nhà lưu niệm để vây bắt bác. Và được người dân thông báo kịp thời thì đồng chí Trường Chinh đã kịp mang một ít thư từ tài liệu cho vào chiếc vali. Sau đó có mở chiếc cửa giữa hai nhà chung nhau cái bể nước mưa. Rồi chính đồng chí đã trèo lên bể nước mưa đó, nhảy ra phía vườn đằng sau nhà, rồi đi theo đường rong xóm 6 để đi về phía bờ sông và nhờ bà con trải lưới chở đồng chí sang Vũ Thư Thái Bình, trú tại nhà bà Lương Thị Trấn. Bà Lương Thị Trấn chính là bà hai của thân phụ đồng chí. Còn thân mẫu của đồng chí Trường Chinh là cụ bà Nguyễn Thị Từ. Lúc bấy giờ thì thân mẫu của đồng chí, bà lại đang sàng gạo ở dưới bếp. Thế động, bà đã nhanh chóng mang cái mẹt sàng gạo lên trên ngôi nhà lưu niệm. Bà vơ nốt số tài liệu mà đồng chí chưa kịp mang đi. Sau đó, bà lại mang xuống chuồng trấu vùng một cách an toàn. Tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 1 của Đảng tháng 11 năm 1940, đồng chí Trường Chinh được cử vào Ban chấp hành Trung ương. Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 1 của Đảng tháng 5 năm 1941, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng, kiêm Trưởng ban Tuyên huấn, Trưởng ban Công vận Trung ương, chủ bút nhiều tờ báo của Đảng. Tháng 2 năm 1943, đồng chí bị Tòa án binh của thực dân Pháp ở Hà Nội kết án tử hình vắng mặt. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, đồng chí chủ trì Hội nghị Thường vụ Trung ương mở rộng ra chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta, chủ trương tổng khởi nghĩa. Có thể nói, chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta đã trở thành một trong những yếu tố quyết định để cách mạng tháng 8 thành công. Trên cương vị Tổng Bí thư cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Trung ương Đảng, đồng chí đã có công lao rất lớn đối với thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, rồi sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước. Năm 1986, ở cương vị Tổng Bí thư, đồng chí đã sớm nhận rõ được xu thế của thời đại, thực trạng của đất nước, yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân. Đồng chí đã đề ra chủ trương đổi mới. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội 6, đồng chí đã nói, đối với nước ta, đổi mới là yêu cầu bức thiết, là vấn đề có tầm quan trọng sống còn. Đại hội 6 đã trở thành đại hội đổi mới, đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử cách mạng Việt Nam, một bước ngoặt trong tư duy lý luận của Đảng ta. Sau gần 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành quả tích cực. Các cơ chế chính sách làm cơ sở cho việc vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng được bổ sung, hoàn thiện, thiết lập hệ thống thể chế cho phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển đất nước. Tại Đại hội 6 của Đảng, đồng chí Trường Chinh cùng với các đồng chí Phạm Văn Đồng và Lê Đức Thọ được Đại hội tuyên dương công trạng, đồng thời trao trách nhiệm cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng. Với trách nhiệm cố vấn, đồng chí đã tích cực đóng góp sức mình trong việc xây dựng cương lĩnh và chiến lược kinh tế xã hội, chuẩn bị nội dung cho Đại hội lần thứ 7 của Đảng. Đồng chí Trường Chinh giữ vai trò cố vấn cho đến khi qua đời năm 1988. Nhà lưu niệm là nơi lưu giữ nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của địa phương và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trường Chinh suốt từ năm 1928 đến thời kỳ 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954. Và nơi đây đã trở thành một địa chỉ đỏ, một di tích quan trọng, gợi nhắc cho bao người nhớ tới công lao của một người suốt đời vì nước, vì dân, đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới để đất nước có được cơ đồ như ngày hôm nay.